Chuyển sang phần tin quốc tế. Tối ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu định cư Cemetery View ở Pretoria, tỉnh Gauteng, khiến 3 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Cơ quan chức năng Pretoria nhận được báo cáo về vụ cháy vào lúc 20 giờ, nhưng khi các đội cứu hộ đến được hiện trường thì đã có khoảng 400 ngôi nhà đang bốc cháy. Ngọn lửa được dập tắt khoảng 1 tiếng sau đó và cảnh sát đã tiếp quản hiện trường để tiến hành điều tra. Các nhân viên cứu hộ cho biết đã phát hiện 3 thi thể, trong đó có một bé gái 5 tuổi. Trong một diễn biến khác, vào 16 giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một tòa nhà ở khu trung tâm thành phố Johannesburg, nhưng may mắn không có người thương vong. Trước đó vài ngày, chi nhánh sở thuế vụ Nam Phi SARS ở khu vực trung tâm thành phố Johannesburg cũng bị hỏa hoạn dẫn đến thiệt hại nặng nề.